Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập yêu thương cùng bước vào thánh đường làm lễ cưới. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn của Adam và Eva. Nếu một ngày do nhầm lẫn của Thượng Đế, liệu bạn sẽ đấu tranh để được là chính mình? Cũng là một đám cưới bình thường, cũng hoa, cũng thiệp hồng, cũng bạn bè và những lời chúc. Nhưng với tôi, đám cưới của đôi bạn trẻ này đã để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ và xúc cảm. Mình là Vi, mình học cùng lớp với cả Eden ở trường lớp Thực ra thì mình cũng lo lắng rất là nhiều về tương lai của mình với cả Linh. Nhưng mà để mà nói về cuộc sống riêng tư của cả hai người thì mình không thể nào mà có bất cứ một cái ý kiến gì về cái vấn đề ấy được. Chỉ có điều là nói chung là giúp được cái đôi này là làm được gì thì giúp thôi, chứ còn mình muốn các bạn chia sẻ cái suy nghĩ của mình về đám cưới ngày hôm nay. Đúng không? Sao thì thấy phụ nữ tốt hơn đàn ông cho nên được như thế thì tốt. Vậy bạn có sẵn sàng lấy một cô gái làm chồng không? Nếu mà yêu thì lấy chứ. Bạn vô tội là không yêu luôn. Chúng ta lấy được phụ nữ vẫn tốt hơn. Còn bạn? Ít nhất là sẽ không ngoại tình, đi uống bia, bỏ bê vợ con để không như thế nào cả này. Rồi hai cùng là con gái thì sẽ hiểu nhau hơn này, sẽ biết thông cảm hơn đúng không? Vậy về lâu dài, nếu khi bạn muốn có một đứa con? Cái đấy thì đấy là chuyện riêng hai người thôi. Con nuôi có thể như thế nào đấy. Nói chung là tất cả mọi việc đều giải quyết được. Một người đúng nghĩa là một người trẻ, con bạn. Theo tớ thì nếu mà có những cái ưu điểm nó hơn cả những người phụ nữ hay bình thường khác ấy, thì hoàn toàn có thể nếu mà hai bạn ấy đến với nhau với tình yêu ấy, hoàn toàn có thể đồng ý. Còn sau này thì cuộc sống cũng như thế nào, hiện tại bây giờ thì hạnh phúc thì chắc chắn là phải lên. Thế là tới cái đám cưới này là xuất phát từ tình yêu thì đây là không có gì đáng phải lên. Bạn có thể lấy qua về bản thân mình một chút được không? Bạn đang học ở đâu? Đang học ở trường lớp phố. Sinh năm 50 nhá. Sinh năm 1990. Rất trẻ đúng không? Thực sự thì với những người trẻ như bọn mình ấy, thì cái quan niệm về tình yêu bây giờ nó cởi mở hơn. Vấn đề quan trọng là thực sự yêu nhau và đến với nhau thôi đúng không? Nhưng mà có những cái người họ lớn tuổi và họ chưa thực sự là về cái vấn đề này họ chưa thực sự thoải mái. Thì với quan điểm là một người trẻ là một người trong cuộc thì bạn có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Thật ra mình thấy cái này là rất bình thường,
mà biết cái tin này thì cũng rất là nhiều người còn cần nhắn. Em tin đọc trên báo ấy, người ta đọc kiểu là bài sau để những cái người có khác là đã theo đuổi tất cả con gái mình như người ta để được gặp lấy như thế đấy, cái này như thế. Mà cái kia là do người ta sống với cả giới tính của mình cũng là có gì đấy. À, vậy vì nếu như là bố mẹ mình, họ sẽ nghĩ thế nào về vấn đề này? À, các bạn đã gặp nhau trong hoàn cảnh như nào? Cái đấy thì trong hồi lớp học rồi ạ. Chị có bao giờ cảm thấy nó là một cái thiệt thòi không? Chị chẳng thấy cái gì là thiệt thòi cả, chị chỉ thấy khổ tâm. Không có, ví dụ như là những người bình thường không thể làm được thể thoải mái vượt tự mình thể như lấy như hôm nay này chẳng hạn, thế nhưng mà cái lời cưới xin chẳng hạn, chị cũng có nhiều người lấy một cưới xin của một gia đình công nhận, nhiều khi có những câu nói của những bạn xuất thân của chị người ta nói về những người bạn, những người như chị nhưng người ta không biết chị như thế, người ta nói là những người như thế chết thảm lắm. Em quan niệm thì mình nghĩ nó đơn giản thôi, về kiểu giống như là tình yêu hay là cuộc tình thì nó đều có những khó khăn riêng ấy, và có rất nhiều người rất nhiều đôi, kể cả đôi trai gái bình thường thôi, họ cũng cần phải những cái khó khăn, những cái phản đối của gia đình. Em cũng quan niệm là cho mẹ là đứa mẹ lớn lên với cả ở một cái vị trí như là một người con trai trong gia đình. Tôi đã nhìn thấy nét thoáng buồn trên gương mặt của người phụ nữ này, vẫn biết đôi bạn trẻ đã dũng cảm để có thể đạt được hạnh phúc của mình, nhưng cũng nên hiểu cho nỗi lòng của bậc sinh thành. Người mẹ đã chấp nhận đám cưới này, bà vui cho hạnh phúc của con mình, nhưng vẫn có một nỗi niềm ẩn sâu không thể san sẻ. Đó có phải là một quyết định chín chắn hay chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ? Dù sao, mỗi con người đều có những quyết định riêng cho mình. Chỉ có chính bản thân mỗi người mới có thể hiểu được mình là ai, đứng ở đâu và thực sự cần gì. Với phóng sự này, tôi không có tham vọng phán xét rằng quyết định của đôi bạn trẻ là đúng hay sai. Thực tế, đó là một phần của xã hội.
và dù có là thiểu số thì chúng ta cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Mọi vấn đề đều có hai mặt, vậy thay vì đánh đồng tất cả, tại sao chúng ta lại không tìm hiểu kỹ hơn để có được cái nhìn khách quan, toàn diện? Em ngược đường ngược nắng để yêu anh, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngược lòng mình tìm về nông nổi, lãng du đi vô định cánh chim trời.